Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà em Trung. Hôm nay là lên đây để thanh toán tiền vật liệu cho tiền vật liệu là làm đường không mì ảnh ấy cho em Trung. Bởi vì do tình hình dịch phức tạp nên là không thể đi lên đấy liên hoan cùng bà con được. Một tháng nay rồi, hơn tháng rồi. Cái này là bột ngô hả chú? À, nghiền cho họ thôi chứ. Đấy, nhà em Trung là vẫn sát gạo đây, nghiền ngô. Bây giờ cái máy sát này chạy bằng motor này cũng đỡ vất hơn nhỉ chú nhỉ? Vâng, không, lần trước là cứ có loại đầu nổ kia thì nó bẩn lắm. Với lại mình dùng sức nhiều và khỏe mới quay được. Bật sập cái cầu dao lên là được. Cháu chào cô nhá. Dạ vâng. Cháu đang đợi Trung một tí, Trung đang đi chở vật liệu cho ai ấy. Bà sắp về rồi cô ạ. Dạ vâng. Bây giờ đi vào nhà em Trung để đợi em Trung đi về. Chú dạo này vẫn khỏe chứ chú? Vâng, cảm ơn cháu. Thời gian này đỡ hơn chút. Cháu cũng một tháng nay, hơn tháng nay là cháu cũng không lên trên này rồi. Hôm nay mới ổn được một tí. Bây giờ đi lại thoải mái ở những gia đang. Vâng. Nhưng mà nói chung cái vùng nào dịch thì cháu cũng không đi vào đâu. Cháu mời chú uống nước nhé. Trời càng ngày càng mưa to hay sao ấy nhỉ chú nhỉ? Sáng nay mưa từ đầu tuần qua nó cũng phun. Chào Trung. Anh lên được một lúc rồi mà. Em chở cái gì đấy? Chở củi à? Đi chở củi tận đâu ấy chú? Đâu, em đi chở cho bà cô ở trên cây 23 Bình Tân rồi mà. Ui, tí nữa lên tận Bình Tân cơ. Đó. Anh coi nhầm nước đi. Ờ. Anh đi lâu chưa? Vừa anh ngồi cùng bố một lúc rồi. Chỉnh mưa quá. Đi chen chung, bắt má cắn chỗ. Đấy, hôm qua thì anh cũng điện cho em đây. Anh lên đây để thanh toán cái tiền làm đường khô mì anh ấy. Vâng. Kiếp hai ba hôm nay. Bước kiểu này còn lâu lắm nhá anh ơi. Ừ. Đây gọi là mưa mưa gì biết không? Đây gọi là mưa xuân này. Phải không anh? Không. Mưa mồi măng. Mồi măng cũng phải mà mưa xuân cũng gần như là phải. Gần đến Tết thì còn đâu nữa. Còn hơn 30 mấy ngày nữa là Tết dương lịch rồi. Sắp hết năm rồi, cứ dịch giá như thế này thì buồn lắm. Chắc đến Tết là sợ không làm được cái gì ấy. Không làm được đâu. Bây giờ thì chỗ nào cũng toàn phong tỏa với cách ly này thì toàn lập chốt này thì biết đi đâu về đâu. Anh gọi là chỗ nào không lập chốt các thứ thì gọi là mình còn đi lại được. Chỗ nào phong tỏa thì mình đi vào làm gì? Phong tỏa các thứ mình cũng không nên đi vào bởi vì những cái điểm đấy thì nó đang là điểm nóng rồi dịch nên là hơn một tháng nay anh có lên đây đâu, toàn ở nhà. Hôm qua anh ấy cũng vừa lên đây, anh Thắng. Anh Thắng hôm qua lên đây à? Vâng, anh ấy hôm qua lên đây cũng là thanh toán ít tiền vật liệu của nhà bác Phù.
Đấy thì anh cũng bảo là sợ dịch bệnh này không biết là lúc nào mới làm tiếp tục làm tiếp được ấy. Vâng. Thì anh muốn lên thanh toán trước cái tiền cái đoạn đường mà làm xong rồi đây. Đi ra ngoài tốt nhất là cứ phải là đeo khẩu trang rồi. Anh nước đi. Uống đi. Đây anh xem cái sổ xem là. Thế Trung hôm qua em gọi điện cho Phình chưa? Em gọi rồi, em cũng gọi điện cho Phình xong vừa sáng nay, xong vừa cả lúc nãy vừa nãy thôi. Em cũng vừa về, thì em cũng vừa gọi điện lại thì em gọi điện đối chiếu các thứ thì ở với bên Phình thì cũng khớp nhau thôi anh ạ. Bởi vì em chuyến đó em lên thì cũng gọi điện cho trưởng thôn để cho trưởng thôn cho vào sổ ấy. Ừ, đấy, bởi vì anh cũng dặn rồi mà. Thì từ ngày tháng ở đây xong rồi trưởng thôn Phình cũng gửi số liệu các thứ cho em rồi em tính thì cũng khớp rồi. Rồi. Thì, thế tổng là bao nhiêu tiền? Ít nữa thì khi nào bán dịch là như nào ấy mình thì lên được khâu mèn thì khi đấy mình là cứ trong mình cứ nhìn sổ qua một lần nữa cho nó chắc. Rồi. Còn bây giờ thì đôi tạm thời thì chúng mình cứ xem ở cái sổ của em này. Đấy, cũng là khớp với lại của bên chỗ Phình thôi. Hôm đấy. Qua thì anh cũng điện cho Phình bảo là cộng sổ rồi, cộng qua cho anh xem rồi. Thì tổng thì cũng hết là về cái con đường ấy, chi phí cũng hết tầm khoảng 50 triệu anh ạ. Nhưng mà được chú Hùng chú đấy. À ừ đúng rồi. Đấy chú Hùng. Anh Lân nhớ giúp 4 tấn xi. Giúp 4 tấn xi. Ừ, là chú khác chuyển khoản riêng cho em rồi phải không? Một lần là chú đấy giúp là vào ngày hôm 29 tháng 9 này. Là chú Hùng là giúp 2 tấn này. Còn vào ngày mùng 7 tháng 10 ấy thì hôm nay em trở lên cho chú đấy thêm 2 tấn nữa anh. Nhờ cái 4 tấn đấy thì chú đấy là chuyển khoản cho em. Rồi. Cái đấy thì chú cũng đã gọi cho anh rồi. Là chú Hùng ở Hà Nội chú có giúp tổng là 4 tấn xi. 4 tấn xi. Ở tuyến đường Khâu Mèn này là chú đã chuyển trực tiếp tiền cho em Trung rồi nhá. Vâng. Thì nữa anh xem từng ngày còn bây giờ thì em xi măng thì hết tổng là 235 bao. 235 bao à? Đấy thì nó rơi vào là 11 tấn là 705 ấy, tức là 11 tấn là nhân với 20 thì nó là ra vào 220 bao rồi. Cộng thêm 15 bao nữa thì nó ra là vào là 235 bao. Thì nhân với cái giá 60 ấy, thì cái bên Khâu Mèn nó xa hơn mà em thì kiểu chở thì lên ở khu đấy với lại bên Khâu Mèn thì bên so với bên Lũng Cáo thì xa hơn nhưng mà em tính thì vẫn là lấy cái giá như thế thôi anh ạ. Vì là chở còn rất là nhiều. Đấy. Thì anh tạo điều kiện cho thì em cũng gọi là cũng tạo điều kiện lại cho bên anh thôi với lại giúp đỡ dân ở trên đấy thôi. Rồi. Chứ còn các xe khác trở lên không có cái giá đấy. Đấy hoặc là lấy 65 cái thứ thôi. Thì 235 bao này nhân với giá 60 thì ra là 14.100.000. Hôm qua thì anh cũng đã lấy số liệu từ bên Phành sang rồi. Thì anh cứ là nhìn đâu đấy, thêm tính ra tổng bao nhiêu xi, bao nhiêu cát, bao nhiêu sỏi là đây, tổng là 45.800.000. Đây là tổng em mục. Tổng đấy hết đâu phải không? Đây thì xi măng các thứ đây trừ đi của chú Hùng các thứ đi. Chú Hùng là giúp 4 tấn đây. Đấy. Chú Hùng Hà Nội. Vâng. Còn lại là 11 tấn mà 15 bao đấy. Đấy thì lúc ấy là ra là 235 bao đây nhân với giá 60 bằng 14.300.000. Còn cáp đấy hết 12 xe. Là 12 xe là xe của em ấy. Thì bình thường em chở lên trên đấy là 1.6.000.000 nhưng mà tụi em lấy 1.5.000.000. Thì ra là 18 đây này, 18 triệu. Triệu. Còn một xe là tức là hôm đấy là xe của em không chở kịp thì em gọi thêm một xe của bạn của em nữa thì xe đấy nó to, xe đấy là tầm khoảng 6 khối cơ. Thì hôm ấy bảo chở giúp thì lấy 1.7.000.000 này. Đấy. Rồi. Thì xe đấy là tí nữa là hôm nào ấy là lên là Phình khác ngấy thôi bởi vì cái xe đấy nó to mà hôm em không chờ kịp đấy, bởi vì đường xa quá. Còn đá 1-2 là hết 8 xe này, 8 xe thì anh em cũng lấy giá 15 thôi, cứ tính cái giá trung bình thôi đấy, như ở bên Lũng Cáng thôi thì vào 12 triệu thì anh cộng cái mục này này mục rồi này, thì anh chụp ảnh lại thì đấy. Mai anh đối chiếu cái. Còn đây là em ghi ngày tháng cụ thể này, cụ thể các thứ ở đây này. Rồi.
em ghi em chở ngày nào thì em ghi vào ngày đấy, còn chú Hùng thì chú đấy như nào chú đấy giúp ngày nào thì em cũng ghi vào ngày đấy mà. Bởi vì hôm qua là anh cũng điện cho Phành rồi, Phành thì cũng Phành thì ghi tổng là bao nhiêu xe đấy thôi, một xe cát bao nhiêu xe sỏi bao nhiêu xi bao nhiêu thôi, chứ Phành không ghi cụ thể mấy. Thì tổng ra là cũng như thế. Vâng, tổng hết là 45 triệu, thì lần trước giá thì em cũng đã bảo với anh rồi đúng không? Tổng là hết 45 triệu 800. 45 triệu 800. Rồi em cất sổ này đi. Đây em đếm hộ anh. Chỗ này là bao nhiêu đây? Chỗ đấy là đấy là anh đi rút 50 triệu anh bỏ ra 4 triệu. Đấy là 46 triệu. 46 triệu. Ừ. Em bù anh 200 nữa là hết. Rồi ok nhá, coi như xong xuôi nhá. Em cảm ơn anh nhá. Còn có gì thắc mắc không? Không có gì đâu anh ạ. Còn anh bảo này, mấy hôm nữa là thực ra đang bị dịch Covid nên là không thể tổng kết được. Thế ra là phải tổng kết với bà con liên hoan, bởi vì anh cũng đã đưa tiền giúp bà con là 1 triệu tiền để mà mua đồ ăn đấy. Hôm nào liên hoan thì em cũng giúp 500.000. Vâng. Rồi, cái đấy thì tùy chú thôi. Anh không nào không, bởi vì là em góp một chút gọi là với lại dân bản gọi là góp một chút gọi là nước uống rồi là ấy thôi, một chút này nọ thôi, gọi là ủng hộ gọi là giúp đỡ dân bản thôi, chứ còn bởi vì là dân ở trên đấy thì làm những cái ngày đấy là rất là vất vả, làm rất là nhiệt tình, em rất là ghi nhận. Đấy thì bà con cũng bảo là đóng góp mỗi người 50-100 gì đấy gọi là liên hoan, nhưng mà đấy vì từ cái hôm đấy về là nói chung là dịch nó lại bùng phát ở Hà Giang nên là không thể tiến hành làm cái lễ tổng kết đấy được, thì thôi để xem là tìm thế nào lại nhá. Còn nếu mà dịch giá thế này thì cũng là thôi, thì hôm nào đấy lên chỉ lên thông qua với xem trưởng thôn thôi nhá. Ở trên đấy đang là điểm nóng thì ngay đã cứ từ từ đã. Rồi hôm đấy, qua ông kia cũng gặp một vài người ở trên đấy cũng đi làm về, cũng rất là cảm ơn anh ấy, bởi vì là cái con đường bây giờ là vào cái thời tiết này thì đi lại là dễ hơn rồi, với thuận tiện hơn rồi. Như trước thì đường này còn xe các thứ cũng chả đi lại được, cái đường kia trời mưa xuống là chịu rồi. Đấy cái tuyến đường mà lần trước các mạnh thường quân với cả các nhà hảo tâm mà giúp đường Không Mì Ảnh là tổng được số tiền là 52.900.000 nhá. Thì hôm nay là thanh toán cho em Trung là hết 45.800.000, thì còn dư lại 7 triệu thôi. Thì sẽ làm tiếp cái đoạn đường trong thôn Không Nhà Anh, cái đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo thì là qua đấy đi là chỗ nào? Không, là đoạn sau này trưởng thôn sẽ trưởng thôn Phành sẽ lo cái việc này, bởi vì là cái tuyến đường mà phục vụ tốt nhất cho bà con thì sẽ làm đoạn đường đấy. Đoạn nào đông bà con, đông dân cư nhất đấy, mà khó khăn nhất đấy thì mình sẽ làm. Em thay mặt gọi là đến bà con Phong Miang coi như là với lại cả em nữa thì em cũng có một vài lời, thì em trước tiên ấy thì em rất là cảm ơn anh với lại các cô chú
anh chị Mạnh Thường Quân thì cũng tạo điều kiện cái công việc cho em. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì rất là tốt rồi. Đến Không Meng cũng là dân bản, cũng là được con đường đi lại là rất là thuận tiện. Đấy, để sau này còn có nhiều mặt để phát triển kinh tế hơn. Đấy, đi lại dễ dàng thì khó, những cái khó khăn thì nó chắc chắn là nó sẽ dần dần được cải thiện hơn. Đấy. Thế là xem tình hình dịch thế nào thì có gì anh thấy gọi tiếp vật liệu nhá. Vâng, cái đấy thì để từ từ đã anh ạ, bởi vì là em cũng đang nhận ở trên Không Meng đấy, chuẩn bị ăn Tết xong rồi vào cái mùa vụ mà. Em cũng đang nhận ở trên đấy cái con đường, có nghĩa là kênh mương ở bên nhà trưởng thôn Bình ấy. Rồi. Dài tầm khoảng là 500-600 mét, rơi vào tầm khoảng hơn 300 khối bê tông. Thế cả. Em cũng đang nhận ở bên đấy, nhưng mà bên đấy là công trình của bên nhà nước. Thì đằng sau nhà Phình luôn à? Đằng sau nhà Phình luôn. À thế anh biết chỗ đấy rồi. Đấy. Chỗ mấy xuống cái xóm ở đằng sau nhà Phình ấy phải không? Vâng, chỗ đấy thì cũng phải mất cái công chuyển, tức là phải chuyển đồ trên đường này thôi, thì dân nữa chuyển xuống là... Đúng rồi, anh biết rồi. Vâng, đấy. Đấy, còn số tiền của các Mạnh Thường Quân giúp cái tuyến đường Không Meng thì vẫn còn dư 7.100.000 nhá. Thì sẽ hôm nào xem tình hình dịch thế nào thì sẽ tiếp tục làm tiếp. Thôi nhỉ. Đấy, anh cắt tiền đi xong rồi về anh. Giờ nó muộn rồi. Đấy. Anh cũng chưa biết thế nào được. Cái này thì uống nước đi. Gọi là cũng đi trả tiền vật liệu các thứ rồi, gần đến cuối năm, cuối tháng rồi. Thì gọi là cũng chủ yếu là tiền vật liệu thôi anh ạ. Nó rơi vào tính vào rơi vào gần 2 cây. À suýt nữa quên đấy. Tiền anh Vân thì hôm nào anh gửi sau nhá. Ừ, tiền anh Vân thì bởi vì là cái hôm đấy thì em tiện trở lên thì em trợ giúp anh ấy thôi. Em lấy ít tiền dầu thôi mà. Đấy cái tiền tôn đấy, mua tôn sắt các kiểu ấy. Cả sắt các thứ. Mà anh có hóa đơn các thứ hết rồi thì hôm nào ít nữa thì ở gần đây thì bán dịch chút nữa thì qua cái 14 ngày cách ly đấy ra thì mình lên trên đấy thì thanh toán sau. Rồi ok, bởi vì là bây giờ cái đội thợ ở bên Không Meng sang hàn cho anh Vân đấy thì cũng không sang đây được, với lại khu anh Vân bây giờ là thôi không để vào được. Của anh Vân bây giờ là gọi là bây giờ phong tỏa hết rồi. Đang phong tỏa. Hiện tại là ghi nhận 7 hay là 8 ca thì chỗ đấy cũng không được cho ai vào nữa, với lại mình cũng không vào những cái chỗ đấy nữa. Thôi hôm nào bắn xong thì tính sau nhá. Vâng, nhất trí mà. Hôm nào cứ cho đội bây giờ đội thợ bên đấy cũng đang bị ấy kìa. Cách ly kìa. Có sang bên bên này được đâu. Ở khu đấy bây giờ là đang điểm ấy mà, với lại bên chỗ anh Vân đang là điểm nóng mà. Không đi đâu được đâu. Ở bên chỗ em thì vừa rồi test hết rồi. Cũng căng thẳng đấy nhỉ, khu này đấy. Không, khu này thì không ai đi sao cả. Khu trường học ấy. Vâng, khu trường học thì căng thẳng rồi, bởi vì ở khu đấy thì học sinh nữa. Học sinh các thứ rồi là bao nhiêu trường hợp, tức là F1 thì mang về đấy, mang về xung quanh đây để cách ly mà. Cách ly ở gần đây mình cũng cảm thấy là rất là nguy hiểm ấy. Ở gần mình quá. Anh không? Anh lúc đấy bố em rót cho mấy chén. Nước xong là tí ăn cơm ở nhà em cũng đang làm cơm rồi. Làm cơm rồi à? Bây giờ cũng buồn rồi, cho 11 rưỡi. Thế chiều em có đi không? Chiều em có mà, chiều em đi trả ngày Minh Tân này thôi. Chở chuyến cùi này thôi chứ? Vâng, chở chuyến cùi mà em cũng toàn ở chỗ tâm dịch em không dám đi. Rồi. Thoải mái, trời này cũng gọi là túc tắc, không đi được thì đi, không đi được thì cứ để đấy, lúc nào đi được cũng được mà, bốc hàng lên. Đây rồi, hôm nay trường lại vào bếp à? Dạ vâng anh. Anh ra đây rửa chân. Gạch nhà em sắp hết rồi đấy nhỉ? Chung. Chung ơi, gạch nhà em sắp hết rồi đấy. Gạch hết rồi, hôm nay mưa có làm được đâu anh. Khách gọi chắc ngày mai bốc đi. Còn một ít nữa thôi. Ừ, vét hết sạch xong ngày mai làm.
Bên này chuồng lợn nuôi gà bên này à? Bên mà không nuôi rồi anh ạ. Vừa rồi bị dịch ấy. À. Đấy, hôm nay lên anh toán tiền em Trung lại mổ gà tiếp đón anh ngại quá. Ôi gì đâu, thì nói thế. Anh mất một con gà rồi. Mưa gió mà anh. Sợ anh không lên thì tiếp anh thì hơi mệt đấy. Anh khám gọi suốt mà chả lên chứ. Thôi nhà Trung cũng được nhiều thóc phết đấy chứ nhỉ. Mấy chục bao cô? Nhà mình 20 bao, con không có thể được 20 bao. Đủ ăn rồi anh ạ. Thế là cũng thoải mái rồi. Ở nhà Trung là làm ruộng ở khu nào? Nhà em làm ruộng ở tận tít bên dưới kia cơ. À, chỗ bằng kia cả. Ở chỗ qua cái cầu số 9 ấy, đường anh vào trong phố Miếng ấy. Thôi đi vào nhà đi, ra ngoài làm gì nữa. Ra ngoài có thích gì không? Mưa lắm. Gà này sư được ra khỏe. Chú thì tẩy suốt ngày đó. Nhà lai sợi này thì gà to. Sư được thả nó khỏe. Nó không như loại gà ta, gà ta sư được thả nó không như gà này được. Gà ta là cứ bị dịch bình thường cái là đi hết luôn. Nó không sức đề kháng, nó không khỏe bằng ấy nên gà này làm gì hả chú? Vâng, em đi có những bùn bó chè. Đây, bùn bó chè. Mua chè về uống á? Mua chè uống. Đây này, nước chè đây. Nước chè đấy thì chè... Anh có uống nước chè đâu mà, anh chỉ uống nước chè, đúng là chè này thôi. Chè tươi nhưng mà đun lên là uống được. Nhà em thì quanh năm suốt tháng toàn chè tươi thôi mà. Và có khách về thì phá cái chè đấy thôi, phá chè mình đi mua ở mấy chè trên Su Phi ấy. Chú ra đây dùng bữa cơm. Ôi. Ăn đây điện thoại của Trung nhé. Ừ, chào quen rồi. Anh ước là hôm nay mới ăn cơm ở đây lần đầu tiên nhỉ? Học máy à nó? Vào máy thì... Hai lần chứ? Không, chỉ lâu vào máy thôi. À, một lần là mình ngồi ở bàn thôi. Hôm mà uống bia đấy. Hôm nay nếu mà ngồi ăn cơm cùng cô chú là lần đầu tiên. Anh ngồi ăn cơm cùng với gia đình là lần đầu tiên. Vâng, cháu xin. Lên có gì ăn lấy rồi anh ơi. Đây cho Trường ra ngồi đây. Cháu cứ ngồi vào đi. Được rồi. Ngồi ra ngoài thì lạnh lắm. Anh ngồi gì vào đi anh. Chỗ kia còn chiếu mà. Để em lấy cái chiếu kia. Không cần đâu bà chú ơi. Không cần đâu. Em đặt lên cống á. Anh cứ ngồi vào chiếu đặt vào đi. Có gì đâu. Chiếu. Cứ ngồi ra cái này á, nhưng mà mùa hè là thích ngồi xuống dưới này mà lạnh lắm. Đông này thì ngồi xuống lạnh cực kỳ luôn. Mùa hè ngồi ở đây thì mát rồi. Chú phải xò tất liên tục ấy, xuống ngồi lạnh lắm. Rượu này ngâm sim à? Rượu sim. Sim ở chân đồi ấy. Không chút chút đi. Chung cũng ngâm cả rượu sim cả. Thơm mà anh. Có mà. Ngâm giờ khá đặc. Ngâm lâu lắm rồi anh ạ, hơn 2 năm rồi. Hôm trước... hơn 2 tháng rồi. Cái đợt trước cùng anh Thắng đi Tuyên Quang về lấy mấy gói. Bây giờ còn chưa ngâm. Xin từ mà. Năm ngoái rồi. Không, mà khô thì vẫn để được thoải mái mà anh. Khô rồi mà, sấy hết rồi, họ bán thành gói ở chỗ trạm dừng chân đấy. Anh đừng gắp cho anh nhá. Em... Không gắp cho anh. Tôi dùng tạm bữa cơm cho nhạt cho. Vâng. Thức ăn gì ăn tạm, dùng tạm. Thôi cháu mời cô chú ăn cơm nhé. Mời gia đình ăn cơm. Rồi,
mời tất cả khán giả ăn cơm nhé, mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay lên đây thì thanh toán tiền vật liệu làm đường không nhà cho em Trung, thì lại ăn cơm nhà em. Đây thì cũng cũng giờ này cũng anh lúc anh lên kia là đến đây là 10 giờ nhỉ, 10 giờ hơn 10 giờ. Hơn 10 giờ. Đấy. Trời mưa quá. Hà Giang không mưa đâu mà anh lên đây mới mưa thôi. Đây mưa từ tối qua cứ mưa như này luôn mà em lúc buổi sáng gọi cho anh bảo là trên này mưa khá to. Đâu, nếu mà anh lên với Trung đâu? Anh đi của em đi. Đi chú đây. Chắc là không dùng rồi nhà chú nhỉ? Uống nước kìa, con nước chưa. Thôi cháu mời cô chú nhá. Nào, mời Trung nào. Ơ trường đi đâu rồi? Cho chú anh nhá. Rồi. Cảm ơn nhá. Dùng bữa cơm cùng với gia đình thôi, không có gì đâu. Thơm không anh? Này thơm. Ngâm rượu sim. Lâu lắm nhiều. Đây ngâm. Cái này cốt một à? Cốt một đấy. Cái này thì chuối rừng. À rượu chuối lần trước cháu vào cháu được uống một lần rồi. Đặc lắm rồi. Đặc là nhà khác có cái lán ở trong ấy, chẳng chạy chứ nói với anh ấy. À em bảo là hôm trước em rủ anh đi một lần đấy nhỉ? Ừ đây. Thế hôm nào rảnh lên nhỉ? Ừ, coi như ở đấy là xung quanh toàn cái cây chuối này này. Chuối rừng á? Lâu lắm rồi đấy. Mình lấy về chú ơi, ăn cơm. Cái vùng nào nó gần chín ấy, lấy về xong mình phơi khô. Ừ, mời Trường nhá. Dạ vâng.